Tiếp tục hành trình giao bò ngày mới, Tùng TV xin mến chào quý cô chú anh chị, quý bà con chăn nuôi. Hôm nay thứ sáu cuối tuần ngày 29 tháng 3 năm 2024 dương lịch, và hôm nay đã là 20 tháng 2 âm lịch rồi. Nói thì sáng hôm nay cuộc hành trình của Tùng TV vận chuyển tổng quan 8 con bò B hàng cực đẹp, giá dưới 20 triệu, ở chiều cao bò rơi vào tầm 1m1 về cho các vị khách cũ ở Gia Lai. Và ngày hôm qua thì mình có một chuyến bò về Phú Yên, nhưng mà mình về mình tranh thủ mình đi bắt bò để có sáng nay đủ bò về Gia Lai, nhưng mà cuối cùng thì mua cũng không đủ bà con. Đó thì hẹn video chi tiết về cuộc hành trình giao bò ở Phú Yên cũng như là hành trình giao bò về Gia Lai ngày hôm nay thì mình sẽ làm video chi tiết công khai trên kênh YouTube Tùng TV cũng như là trang fanpage Tùng TV để bà con tham khảo. Và cuộc hành trình giao bò ngày hôm nay như thế nào, mời bà con cùng đăng ký kênh cũng như là theo dõi trang fanpage để biết toàn bộ cuộc hành trình ngày hôm qua và ngày hôm nay của mình nhé. Cảm ơn bà con rất nhiều, kính chúc bà con ngày mới vui vẻ ạ. Hàng cực đẹp luôn bà con, lỡ đợi.